Đây, xin mến chào anh em, đây có chiếc máy cày đẹp. Quay phim cho anh em xem ha. Con gì đây, con gì đây? Mày là con gì đây vậy? À, MF anh em ơi. Nó đánh tới cái vạt ngay nhã luôn à. MF máy nè. Đây nó đây, siêu phẩm đây. Siêu phẩm đỏ vậy là MF rồi. 290 hả ta? 290 hay là 390 đây? Chắc 290 anh em ơi. Dàn sới đẹp quá, mới sới còn mới anh em ơi. Đã dữ ghê vậy. Wow, nó nè, máy cày Tây Ninh. Dàn sới còn phơi ha, đẹp. Dàn này đẹp rồi anh em thấy không, sới đất, sới đất đây. Quá luôn lại nữa hả, có về lại không? Đó, về lại luôn anh em ơi. Rồi, đây là MF 290 nha, Massey Ferguson 290, chạy chiến mã luôn, chiến mã luôn, giọt luôn. Mẹn. Bánh này bánh nhỏ anh em ơi, bánh nhỏ, bánh này chừng 28 ha. Bánh 30 xuống đây sợ cái máy này nó chịu không nổi. Con này thì chừng cỡ 180-190 triệu nha anh em. MF 290 nó nhìn kiểu nó hai cầu á. Chờ cái dàn sới nữa, dàn sới này chắc phải tính giá riêng anh em ơi. Dàn sới giờ mắc quá, sới giờ là cỡ đâu 50 mấy triệu đóng mới ha, nghe nói là 56 triệu luôn á. Rồi mắc ghê thiệt. Rồi nhấn bên kia nè, nó còn một cái đường biên bên kia nữa. Nhấn nổ. Phơi không? Phơi không anh em? MF 290 chạy cực trời luôn. Má ơi, coi kìa, bánh bọng của nó. Con này 4 máy nha anh em, 4 máy chắc chơi người dơi luôn ha. Cái dàn sới nó còn im quá. Tay bèo tay biết. Nhìn cái đất đó, nó không có lởm chởm anh em. Lên đây luôn, lên luôn. Quá đã. Mẹn. Là xuống luôn nè, rồi xuống đây đi nhớ đợi, ha. Đây em nó đây nè anh em, em nó đây, xuống luôn, má vừa chà bá kìa, chà bá luôn. Mẹ, 290. Đấy, còn đẹp quá, không biết cái dàn này ai đóng nữa. Quá đã ha. Đây nữa, đây khởi luôn chú ơi, gia lợi dứt cái nữa, dớt lại nhất là đường cuối ha. Một mẫu sới cao công nó là 700.000 nha anh em, có chỗ thì nhà thấy nó 800, 750 tùy nơi mấy cây nhiều ít ha. Quạt kia luôn, vét luôn, còn vét về đường nữa anh em ơi, về đường nữa. Đây cái siêu phẩm của anh em nè, MF 290 290 luôn. Nó đây chạy chiếu mã không, mã lâu nổ, bánh bọng dàn sới đi. Đã chuẩn luôn. Mẹ, nhìn mê với cái con này rẻ nữa, chừng cỡ 180-190 triệu anh em ơi, không có mắc nhiều, 300 đổ lên á thì mua được mấy cái máy mắc cày lớn ha. Rồi lên luôn. Lên bờ luôn, qua bờ luôn, nâng dàn sới lên chứ, nâng dàn lên đó. Lên vàng lên, lên luôn hả, lên bờ luôn hả. Rồi lội bờ lên luôn anh em ơi. Oh man,
À cái đám bên kia nữa. Còn đám kia nữa anh em ơi. Tưởng hết ha, còn sớm mà bận vậy là 700 ngàn nha anh em. Cái mấy cái miếng này á, có lẽ là sới hai bận thì chú đừng 1.4 triệu. 1.4 triệu tính là tiền dầu một mẫu chắc cũng cỡ lên luôn hả? Ồ mén ống lên luôn em ơi. Đây nè, mấy cái cho nên ó còn hay lên như còn. Đây ghé lại con mà im ha, quẹo là nhãn luôn, trời ơi băng bờ luôn hả, chưa chơi vải băng bờ luôn em ơi, cũng chịu chơi ha, khung cảnh mấy cây tinh linh giá rẻ luôn. Thôi giọt ở đây luôn chú ơi, chơi luôn nè, chắc chơi người dơ luôn đó, chơi luôn, tới luôn đâm thẳng luôn. Ồ cái bờ này nó bị xéo nè anh em, cũng hơi khó đi ha, khó đẩy, bờ bị xéo rồi. Ồ men, cái vàng gì ta bèo, các bạn nó chạy cũng còn đều, nó bị quấn cỏ, quấn ba cái rơm khô á anh em. Không sao ha, nó rơm nó nhẹ mà. Nhậm gì. Tới luôn chú ơi. Xuống luôn. Đó anh em thấy không? Máy cày tay nến. Ồ máy ơi, nó nặng máy kìa. Chạy muốn không nổi luôn. Cái bánh nó bị bời bên trước ha, bời. Nhưng mà không sao. Cái cày mạnh mà, lo gì. Mà lo dê. Đây mấy cây hầm hổ. Tới luôn chú ơi. Nhấn. Sợi dây nhấn luôn. Đó này nó hồ nặng máy kìa. Hồ mẹ nặng máy rồi ha. Nè chú ơi. Quẹo qua luôn chuyến mã luôn, nó dữ ha. Rồi nhớ xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nhiều nha, chúc cô chú anh chị và các bạn khỏe và nhìn vui trong công việc cũng như là cuộc sống của mình nha. Bye bye.